Quý vị các bạn, tôi có một con Omly có thiết kế rất đẹp. Như rất tiếc là nắp trên nó không còn quá đẹp nên tôi để cái giá rất là vừa phải cho các bác chơi. Hàng bãi zin luôn, sò zin, nguồn zin, tụ zin, một con Omly 2 kênh. Mặt tiền có thiết kế đẹp, hình thức bắt mắt. Mặt tiền phải nói là rất mới luôn. Nhưng rất tiếc cái nắp trên nó có cũ theo thời gian. Nó do vận chuyển. 2,5 triệu đồng một con Omly 2 kênh. Quá khỏe luôn, 185W điện 100V. Con Omly này các bác có thể ghép vang và hát karaoke nhẹ nhàng. Với điều kiện như đôi loa chính hãng Yamaha 640, 2,5 triệu. Omly này có chỉnh bát chép, cân loa, lao lướt đầy đủ. Cái nút này là nút tôn bypass, các bác phải nhả ra thì mới có tác dụng bát chép nha. Đánh hai đôi loa ấn cả vào. Các đường vào âm thanh CD Direct không được bấm. Mặt phay nhôm màu xám. Rất mới luôn, phải nói mặt tiền. Rất tiếc là cái nắp trên nó không còn quá đẹp. Nó có xước sát theo thời gian do quá trình vận chuyển. Đó. Nói chung là vẫn ok, quá ok với cái giá tôi đưa ra. Tôi sẽ mở cái nắp ra, quay đằng sau đã. Omly 2 kênh 185W là rất khỏe rồi các bác nha. Các bác thừa sức để nghe những đôi loa bass 35 nhạc vàng. Cầu chữ U. Tôi đang cắm vào đường CD 39 này. 185W, 100V, sản xuất tại Nhật Bản. Những dòng Omly nội địa thì nó có những chữ tiếng Nhật này này ở dưới. Trở kháng từ 6 ohm đến 16 ohm, 12 ohm. Đó. 6 đến 12 ohm. Hai đôi loa AB cộng B. Tôi mở cái nắp ra các bác cùng theo dõi. Bên trong cũng như mặt tiền của Omly này còn rất mới. Sò zin, nguồn zin, tụ zin. Nội thất đẹp. Nội thất rất đẹp luôn. Hai tụ lọc. Nguồn Yamaha sáng choang. Đây, bốn con sò xanh đen của Toshiba. Bốn con xanh đen của Toshiba. Nguồn. Nói chung là nội thất và cái mặt tiền con Omly này rất mới luôn. Rất tiếc là cái nắp trên nó cũ, nó bị do vận chuyển nó xước sát. Các bác để nguyên này trời đẹp vậy, để nó quá mới luôn. Tôi mở to mà các bác cùng nghe nhá. Bác đánh rất hay luôn. Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe. Im lặng của ngày tôi đã... Với những thông số của con loa này cũng như cấu tạo của nó, các bác hoàn toàn có thể đánh vào những đôi loa to được. Để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc liên khúc nha. Loa trái. Loa phải. Lao lướt. Cái dòng Yamaha này lao lướt của nó rất hay nha. Nó lại như kiểu cả volume nữa. Yamaha nó hay làm lao lướt bằng đúng vậy. Bát chép thì rất rõ ràng. Con này có mỗi cái điểm chê là cái nắp nó không còn quá đẹp thôi. Còn nội thất và mặt tiền quá long lanh luôn. Nhưng mà tôi đã để cái giá quá là vừa phải các bác nha. Tôi hoàn toàn có thể để cái Omly này giá 4 triệu nếu cái nắp kia đẹp. Đấy là giá thật của con Omly này, phải tầm 4 triệu nếu mà đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại.